Hôm qua, Cổng Thông tin Pháp lý chính thức của Nga đã đăng tải sắc lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc thành lập một nhóm công tác liên bộ để xây dựng các cơ chế mới trong lĩnh vực điều tiết tiền tệ và thanh toán quốc tế. Theo đó, nhóm công tác do trợ lý của Tổng thống Nga Maxim Oreskin đứng đầu sẽ là cơ quan điều phối, đảm bảo sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan và tổ chức liên bang, khu vực và các cơ quan tổ chức khác trong việc thực hiện chính sách của nhà nước về quy định tiền tệ và thanh toán quốc tế. Một trong những nhiệm vụ của nhóm công tác là xây dựng kế hoạch hình thành cơ sở hạ tầng thanh toán giữa Nga với các đối tác là những quốc gia thân thiện, bao gồm cả bằng đồng rút của Nga hoặc tiền tệ của những nước đó. Nhóm công tác cũng sẽ có trách nhiệm giám sát việc thực hiện kế hoạch này. Ngoài ra, thì nhóm này sẽ xây dựng các biện pháp điều tiết ngoại hối nhằm đảm bảo cân bằng cung cầu trong các giao dịch trên thị trường ngoại hối.